Action. Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Fan Blog. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cách để làm khẩu trang tiện dụng, khóa y tế tiện dụng để các bạn có thể thay mọi lúc mọi nơi và tự bảo vệ bản thân mình nhé. Đây, ở đây thì mình có một số cái mẫu là cái màu xanh, có tem màu xanh nè. Đây mình sẽ mở cho các bạn xem. Đấy, khẩu trang tự làm. Và đơn giản là nó rất là đơn giản và cực và rất là rẻ thôi. Thì khi các bạn làm này, các bạn có thể thay rất là nhiều lần. Thì các bạn có thể chọn màu ở đây này. Đây, có màu hồng, màu xanh, màu sắc màu, tùy các bạn chọn hết. Bây giờ mình sẽ bắt đầu bắt tay vào làm luôn nhá. Phần nguyên liệu gồm có giấy ăn. Giấy ăn thì các bạn nên chọn mấy cái loại nào mà dày dày một xíu. Chúng ta sẽ dùng đến khoảng 2 đến 3 lớp. Chun. Chun thì các màu các bạn dùng màu nào cũng được thì nó sẽ để làm dây. Để làm dây. Và ghim. Dầu ghim thì các bạn có thể sử dụng để ấn vào. Thì bây giờ sẽ bắt đầu làm. Cái cách này không phải là cách mình tự nghĩ ra. Cái này là do mình đã học được trên mạng nhá. Bắt đầu. Đầu tiên sẽ lấy giấy ra trước. Thì các bạn có thể dùng 2 đến 3 lớp. Nhưng mà mình dùng 2 lớp thôi. Vì dùng một lần cho nên chúng ta chỉ dùng 2 lớp là nhiều rồi. Các bạn hãy mở giấy ra như thế này nhá. Các bạn hãy mở ra như thế này. Cái này cũng mở tương tự. Đấy, sau khi được mặt phẳng như thế này rồi, các bạn sẽ bắt đầu gấp như thể là gấp nan quạt. Trời, với cái khả năng thủ công của mình thì nó hơi bị tệ, nên các bạn có thể làm đẹp hơn. Cái này mình thấy rất là đơn giản luôn ý, hầu như ai cũng có thể làm được. Cho những em bé rất là bé cũng có thể rất là đơn giản để làm. Chỉ có bước dọc ghim thôi. Đây. Sau khi được cái xong, ta sẽ được cái này như này. Tiếp theo là chúng ta sẽ để hai đầu và gập lại như thế này nhá. Để sang một bên, lát là sẽ dùng để nó. Tiếp theo là đan quai. Thì những ai mà những với người lớn ấy thì chúng ta sẽ đan 6 chun, còn nhỏ thì chúng ta sẽ đan, còn nếu mà nhỏ chúng ta sẽ đan 5 chun. Hơi dài. Đan 5 chun nhá. Thì mình sẽ chọn phân ra các màu đi. Mình sẽ làm sắc màu. Ô, cái này đan sẵn rồi này. Thôi mình sẽ làm ngẫu nhiên nhá. Thì các bạn lên làm hai bên, nếu là trẻ con thì là mỗi bên 5 cái. Mình sẽ làm 5 cái. Thầy hướng dẫn như thế này. Đầu tiên, các bạn hãy để kéo chun như thế này nhá. Đặt vào nhau. Để cho nó như thế này. Đây, như thế này. Lồng nó ra như thế này. Thì các bạn sẽ có một bên xanh và một bên hồng. Chúng ta sẽ kéo bên xanh lên. Và là được nhá. Mình sẽ làm thêm một lần nữa. Đây, vàng về xanh. Lồng ra. Kéo màu vàng lên. Rồi. 1, 2, 3, 3 cái rồi. Mình sẽ làm thêm 2 cái nữa. Trẻ con làm 5 cái thôi nhỉ. Khác màu nó đẹp. Rồi, đây là một sợi dây. Thì các bạn hãy đan 2 sợi nhá. Đây, mình đã làm sẵn một bộ đây rồi. Nó cũng giống như vậy thôi, nhưng mà nó là cùng màu, nó đẹp hơn. Rồi, mình sẽ tiếp tục làm cho nó xong đã. Nhưng mà dùng cái kia thì nó sẽ không hợp với cái này. Hơi bỏ xanh lá cây rồi. Đấy. Các bạn làm chậm lại một xíu. Để nếu không nó sẽ rất là vướng. Ôi, chỉ có màu thôi đây này luôn đi. Thôi bỏ đi. Mình dùng màu khác.
Ok, đã được 2 giây rồi, không giống nhau cho lắm nhưng mà không sao cả. Ok, thu dọn lại. Tiếp theo là cái chúng ta đã vừa làm ở đầu video. Thì bước này là đơn giản thôi. Các bạn thấy nếp góc chúng ta vừa cọc không? Chúng ta sẽ để ở đây. Để như này hả? Để như nào nhỉ? Rồi. Đây, chúng ta sẽ lồng lại như thế này. Và buộc vào đây. Và đóng lại. Sau đó lấy ghim. Dập vào. Cẩn thận nhé các bạn. Đừng dập vào chuông. Đây. Bên kia. Cũng tương tự như vậy. Cũng gặp đôi lại như thế này. Xa quá. Rất là đơn giản và dễ dàng đúng không nào các bạn? Gặp lại. Ôi xót. Gặp lại. Nhịp. Được chưa nhỉ? Rồi. Đây chính là khẩu thành phẩm. Đây là thành quả của chúng ta. Thì mình cũng đã làm nhiều cái khác. Đây. Các bạn có thể làm nhiều cái theo từng kích cỡ của mỗi người nhá. Xong rồi. Bye các bạn.